là tòa nhà mà mình làm việc đấy. Còn sau lưng mình các bạn có thể nhìn thấy thành phố, những ngôi nhà cao tầng rất là khá đẹp. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với vlog của tôi, và mình là Bosuka. Thì hôm nay cũng tính từ cái thời gian mà có quyết định giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra đường, tụ tập đông người. Tới nay thì tại Philippines cũng được gần một tháng rồi. Gần một tháng thì bọn mình đã không phải đến công ty để đi làm. Công ty đóng cửa. Đấy, thì bọn mình không phải lên công ty đi làm nữa. Cho nên là sau một thời gian dài, một tháng, thì và mình muốn hôm nay rảnh rỗi, muốn đi ra mua một ít đồ về dùng thường ngày cho cuộc sống. Thì cũng nhân tiện đi đến con đường mà ngày xưa mình hay đi làm ấy, nhân tiện tới xem công ty, tình hình công ty thời gian đây có gì thay đổi không. Đấy, thì xem như là đến thăm lại chiến trường cũ, xem thời gian cách ly vừa rồi thì có những gì thay đổi trên con đường mình đi làm so với những ngày bình thường thì nó có gì thay đổi hay không. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình là đi tham quan con đường mà mình thường đi làm, và cùng trải nghiệm với mình xem cái thời gian cách ly này thì trên con đường bình thường mình hay đi làm thì nó có gì thay đổi. Thì trong quá trình mình di chuyển, mình sẽ cùng các bạn trao đổi xem những sự khác biệt giữa những ngày bình thường và trong cái thời gian cách ly thì nó có những gì thay đổi. Và còn bây giờ thì các bạn hãy theo mình đi trải nghiệm cái tình hình thực tế của con đường mình đi làm, nơi công ty mình làm, sinh hoạt và thành phố hiện tại nó như thế nào. Nào các bạn, bây giờ thì hãy cùng mình di chuyển nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm cùng mình tại bây giờ thì thang máy nào. Lúc ăn thang máy các bạn nên dùng hạn chế tiếp xúc những nơi sử dụng thiết bị công cộng để tiếp xúc cách tốt nhất. Vẫn là con đường thuộc hiện tại thì là 11:38 bên này. Thời gian này là thời gian mà được phép đi ra ngoài cho các hộ gia đình, cũng như mỗi hộ gia đình được một người được phép ra đường để mua tất cả các cái nhu yếu phẩm. Thì thời điểm giờ có rất nhiều người họ đã ra đường để bắt đầu đi mua đồ. Tại giờ thì số người vẫn khá là đông, nhất là cái việc đưa đồ, dịch vụ Grab đưa đồ ăn. Thì đây là con đường mà mình thường đi làm. Mình thường đi làm thì đi trên con đường như thế này.
Thời tiết hôm nay thì cũng khá là mát mẻ. Tỷ lệ tham gia giao thông thì cũng vẫn rất là yên ắng như những ngày bình thường. Nhưng cái giờ này là cái giờ mà mọi người được kéo ra đường để mua đồ, nên cái giờ này thì khá là đông. Bằng thực tế vì có rất nhiều các cái ngôi nhà nhà cao tầng rất nhiều. Đây là con đường mà mình chuẩn bị làm. Đặc điểm nhận thấy sự khác biệt nhất so với những ngày mình đi làm bình thường thì đó là sự rất ít người tham gia giao thông. Quán hàng thì dường như là đều đóng cửa hết. Hầu như là tất cả các hàng đều đóng cửa, chỉ có một số dịch vụ mở cửa như là các cái cửa hàng ăn nhanh. Và giờ đây thì do số ca nhiễm của bên này thì đã lên con số là 5.000 người rồi, cho nên là người dân bắt đầu là rất sợ, bắt đầu biết đeo khẩu trang. Còn ngày thường thì rất ít, hầu như là rất ít người ra khẩu trang. Ở đây là bình thường là những cái chỗ uống cà phê này, hay là các cái cửa hàng bán, đây là quán nhậu, các cái quán nhậu kiểu nhậu vỉa hè như ở Việt Nam mình. Nhưng giờ đây thì các bạn có thể xem đều đóng cửa, đồ đạc xếp cất hết rồi. Còn đây là các cái sạp hàng bán đồ ăn sáng, nhưng mà giờ đây đều đóng cửa hết rồi. Tất cả đều phải nằm im để chống dịch. Lúc gặp các cái người đi ngược hướng của mình thì các bạn nên hạn chế đi thẳng mặt với họ, nên né mấy mặt của các bạn ra, như vậy thì nó sẽ tốt. Trường chỗ này rất là đông đúc lắm. Đây có những công trình đang thi công, nhưng mà công trình đang thi công thì cũng phải dừng lại thôi vì dịch, đại dịch, đều phải dừng lại hết tất cả. Các phương tiện giao thông đều nằm tấp bên đường, không di chuyển. Quán cắt tóc đều treo biển đóng cửa. Trà sữa, quán trà sữa này cũng đóng cửa rồi. Hầu như là đều đóng cửa hết tất cả. Người dân ra đường đeo khẩu trang. Một cửa hàng thì đều cho bị đóng cửa. Duy nhất chỉ có cái cửa hàng của Trung Quốc bán, các cửa hàng đồ Trung Quốc thì
ăn tỏi. Chắc tí nữa mình sẽ qua đây để mua ít đồ sữa. Mà vẫn còn nhập hàng này. Thế nào là cửa hàng này vẫn tìm được mối để nhập hàng ấy. Đây là anh bạn làm bên dịch vụ đưa hàng cho ăn uống nhanh. Có anh bảo vệ mình rất là cẩn thận, còn được chuẩn bị cho mình một chiếc mặt nạ. Đây có lẽ là cái khu mà được đánh giá là giàu nhất vì nó là thuộc thành phố lớn. Thành phố lớn của thủ đô Manila. Một góc đẹp. Nhà cao tầng. Và nhà xung quanh đều là các nhà cao tầng. Góc này đây là con đường đi nào thường. Thường con phố này nó mỗi ngày đều tắc đường, kẹt xe. Mà giờ đây thì ngày xưa cái điểm dừng đèn đỏ này nó sẽ tắc đường mãi đến hết đầu kia cơ. Mà giờ đây thì tất nhiên là đường thông hề thoáng, mọi người có thể đi lại cách thật. Thank you.
ghê. Và đây là công ty của mình, công ty là địa điểm mình thường làm việc. Bây giờ đây thì hầu như là đều đóng rồi, đều treo biển đóng, cấm người đi vào. Hiện tại thì mình đang ở cái trung tâm của thành phố, nơi mà mình thường đi làm việc. Thì hôm nay dường như thành phố đang ngủ, hầu như là đều tất cả đều phải dừng lại, người dân cũng phải hạn chế ra đường rồi á. Hầu như là cũng rất ít người đi ra đường. Các bạn có thể thấy sau lưng mình đây là địa điểm mà mình được đi làm. Thì giờ đây nó cũng đã phải đóng cửa rồi. Còn cho các bạn xem ở sau lưng mình đây, đây là tòa nhà mà mình làm việc đấy. Còn sau lưng mình các bạn có thể nhìn thấy thành phố, những ngôi nhà cao tầng rất là khá đẹp. Góc này nhìn từ nào, đây là đường mà những người đi bộ. Giờ thì mình sẽ đi về để mua một ít đồ thôi. Lâu ngày không ra đường, đi ra xem tình hình như thế nào. Giờ mình sẽ ghé vào mua một ít đồ. Bình thường đây là những địa điểm để bọn mình ăn trưa, ăn tối hay là ăn sáng. Thì ăn cơm công ty nhiều nó cũng chán mà, nên là các bạn phải lâu lâu xuống đây ăn đồ vị ấy. Bây giờ thì mình sẽ ghé vào cửa hàng để mua một ít đồ. Cửa hàng đồ Trung Quốc thì các đồ vẫn còn nhiều lắm. Sẽ mua một ít đồ. Trong cái siêu thị Trung Quốc này thì nó rất mắc, mắc so với đồ.
Mình vừa mua được một ít đồ mì và mấy thứ, bây giờ thì chắc là mình phải về thôi, quay về mình sẽ đi con đường khác để cho các bạn cùng theo dõi thêm những cái thực tế ở thời điểm hiện tại. Đây là con đường đi về ạ.
Giờ mình sẽ vào cửa hàng quen thuộc để mua một ít đồ uống ăn. Bia, nước ngọt, bánh. Sâu cho các bạn xem rồi xong đó mình sẽ mặt hàng thì vẫn đầy đủ cho các bạn mua gì các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn mua một ít đồ nhá, mình sẽ mua một ít đồ và tí nữa mình về mình sẽ quay lại giới thiệu cho các bạn sau nhé. Ok, chào tất cả các bạn. Thì mình cũng đã vừa đi được một vòng ở thành phố về. Thời tiết khá nóng và mình ra rất nhiều lần mồ hôi. Thì giờ bắt đầu khi về nhà thì việc đầu tiên của các bạn đó là xin nên rửa tay bằng nước khử trùng để sát khuẩn trước. Rồi sau đó các bạn sẽ bỏ khẩu trang ra. Thì bỏ khẩu trang có lẽ cái vùng trước này, ở miệng, mũi là cái vùng có thể là có nhiều khả năng có virus gây bệnh nhất. Thì các bạn hạn chế dùng tay tiếp xúc vào cái khu vực này. Đấy. Và việc cởi khẩu trang thì các bạn chỉ cần cầm ở việc cởi khẩu trang thì bạn sẽ cầm ở hai cái quai, sau đó thì vứt đi. Vì khẩu trang này mình chỉ dùng một lần thôi. Đấy, sau đó mình sẽ cởi áo khoác ra. Sau đó là mình sẽ cởi mũ và cất đi. Thời tiết khá gì là nóng các bạn ạ. Vì bên này thời tiết nó giống như ở Sài Gòn mình ấy, nóng quanh năm. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết hôm nay mình đi và mua được những cái gì. Hôm nay đi thì chủ yếu là để review cho các bạn biết thành phố trong đợt dịch thì nó sẽ như thế nào. Thì hồi nãy vào cửa hàng Trung Quốc mình cũng đã mua được hai gói. Gói mì này thì nó giống như là bánh canh ở mình ấy, nấu lên nó ăn vào cũng có vị giống. Và thêm một gói đó là mì que, cái này mua ở cửa hàng Trung Quốc nhé. Thì ở trong cửa hàng Trung Quốc thì không tiện quay video cho lắm nên mình không được quay nhiều. Và thêm đó là một chai nước mango. Chai gỗ này mình uống khá là ngon. Còn đây là Pepsi thì không nói rồi vì Việt Nam của mình cũng có. Coca cũng vậy. Đây là chai Sting. Sting này nó cũng giống như Việt Nam mình luôn. Vì nó giống Việt Nam nên bọn mình cũng thường hay uống. Thêm một gói bánh. Thêm lon Heineken. Lâu ngày rồi không uống Heineken nên hôm nay mình mua về thử xem. Và thêm đây là một gói bánh nữa. Gói bánh này cũng khá là ngon.
Và hôm nay mình đi mua thì tổng số tiền hết tầm hơn 700 ngàn tiền Việt Nam. Nói thì tính ra thì cũng hết nhiều đấy. À, còn thêm hai chai nước nữa. Hai chai nước này cũng tiền thể cho mình trong việc tập thể dục. À, sau khi uống hết thì mình có thể tận dụng để tập thể dục. Và đây là thứ mà hôm nay mình đi mua được trong cái buổi trưa ngày hôm nay, thì đơn giản là những thứ như thế này thôi, chỉ là nước, bánh, kẹo và một số đồ ăn vặt. Vâng, thì đến đây mình cũng xin tạm dừng video và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và xem vlog của tôi và ủng hộ vlog của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sớm nhất. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.